Thưa quý vị, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền hiện có 80 ngư dân làm nghề lưới cá trích. Trước đây, tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại bến cá Hải Hà, thị trấn Long Hải. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát thì bến cá này buộc phải ngừng hoạt động, nên ngư dân dời về khu vực bãi biển Dinh Cô. Song theo quy hoạch phát triển đô thị và du lịch thì bãi biển Dinh Cô đang xây dựng công viên, nên việc neo đậu tàu thuyền bốc dỡ hải sản gặp cản trở về lối đi. Đồng thời, hoạt động muối cá tại khu vực này gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Thế nên 3 ngày trước, ngư dân lại tiếp tục quay trở lại neo đậu tại bến cá Hải Hà để neo đậu ghe thuyền. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lo lắng các trại cá tại đây lợi dụng điều này để hoạt động lại. Trước đó, thị trấn Long Hải và huyện Long Điền đã nhiều lần tuyên truyền vận động người dân di dời đến các địa điểm khác do địa phương bố trí, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự đồng thuận cao. Nhằm tiếp tục tìm hướng tháo gỡ vấn đề này, sáng nay, lãnh đạo huyện Long Điền cùng bà con ngư dân đã tiến hành khảo sát thực tế một số địa điểm dự kiến làm vị trí neo đậu tàu thuyền cho ngư dân. Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền và ngư dân đã cùng khảo sát khu vực miễu bà Hải Hà nằm trong khu vực ao cá Hải Hà và khu bãi biển Bình An ở thị trấn Long Hải. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận khu vực bãi biển Bình An vướng bãi đá không phù hợp để neo đậu tàu thuyền và vận chuyển cá lên bờ. Mặt khác, nơi đây còn được quy hoạch làm công viên kết hợp bãi tắm công cộng phục vụ du lịch. Khu vực miễu bà Hải Hà được đoàn đánh giá là vị trí phù hợp để neo đậu tàu thuyền cho ngư dân hành nghề cá trích. Tuy nhiên, do khu vực này chưa có đường kết nối nên ngư dân không thể di chuyển ra vào. Sau khảo sát, lãnh đạo huyện Long Điền thống nhất tạm thời để ngư dân tiếp tục hoạt động tại khu vực ao cá Hải Hà. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, bà con ngư dân phải đảm bảo vệ sinh môi trường, kiên quyết không để các trại cá hoạt động trở lại. Thời gian tới, huyện sẽ chọn vị trí phù hợp để ngư dân lưới cá trích có chỗ đậu ghe thuyền an toàn, ổn định, yên tâm đánh bắt nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan, không gây ô nhiễm và phù hợp với quy hoạch đô thị biển mà địa phương đang thực hiện.